bên đầu kìa. Ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ một miền xa xôi lắm, đạp xuống hàng gió tiếp trở về đây. Để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người cổ gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trần. Đêm qua tôi có về nhãn nơi hò hẹn cũ, tìm mới hay cô gái ấy giờ đã xa xong. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để tìm đưa mù tu vào trong một giấc mơ buồn bã, rồi có chiều nào dừng chân nơi quan lạ, xin bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trên. Loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà em, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và nhỏ cho nhau dài dòng lễ ban đầu. Cuộc đời vàng xôn qua mong bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đi môn lễ được vô vàng ánh phương, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa không bà ngờ mong sông hồ. Tâm anh đã cố tìm những biệt xa để cho bà bình những lên kiểu cười, đó là quyết định của sư mẫu. Em làm sao em dám cài lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng đã là vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếng thương cũng đành xa biệt mong mấy nào rồi công tàn cuộc giữa cánh xưa. Thì thôi, đường bà
và đi đường đôi tôi bước chân gót quang hào mong sang mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi có lá để ấm nghe chim chim nguyên đang gọt ra kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên cạnh chồng và những đứa xương sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, gió bụi sông màu sẽ vùi lấp bước chân qua. Thank you.
nắm lấy tay Nga lần sau cuối. Một lần thôi nhé, một lần thôi. Tâm đi mang cả niềm mơ, Nga trở về chốn mất nụ cười. Nga mùi người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đài hai đứa về thiếu thơ gì, lời ta mơ táo trên nguyên hương chi cho lắm. Rồi cũng xa nhau. Dịch điệp